Số về chờ Leo xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh vô số về chờ Leo. Ở góc phải bên này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn nút đăng ký màu đỏ, sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video, những clip mới nhất shop Vân Hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay Vân Hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa. Sau cái thời gian nghỉ do vấn đề sức khỏe thì em quay trở lại và em hân hạnh giới thiệu tới quý vị và các bạn cặp loa Tannoy Berkeley MK2. Đây là phiên bản Tannoy thùng nhỏ và sử dụng những cặp bát lớn. Bát được sử dụng trên cặp Tannoy Berkeley MK2 là cặp bát K3828. Đây là cặp bát được sử dụng cho những model như là Tannoy Aden, Tannoy Azudel, rồi là một số model nữa của thương hiệu Tannoy. Và Tannoy Berkeley MK2 là model mà có cái thùng có thể nói là thể tích bé nhất. Tuy nhiên được sử dụng cặp bát rất là lớn, cặp bát K3828 với đường kính lên tới 38 cm, màng giấy và gông là gông kiềng vàng. Và đôi loa này thì đã được thay gân bằng loại gân cao cấp rất là đẹp, rất là xịn. Vì vậy quý vị và bạn yên tâm sử dụng cặp bát K3828 này, là một trong những cặp bát rất là phổ thông và rất là dễ chơi cho quý vị và các bạn trải nghiệm âm thanh cực kỳ tốt. Và chắc cũng không giới thiệu quá nhiều về cặp loa này quý vị và các bạn. Nếu theo dõi kênh của em cũng đã rất quen thuộc với cặp loa Tannoy Berkeley MK2 này. Em về cặp nào là hết cặp đó và luôn trong tình trạng cháy hàng. Và quý vị và các bạn luôn yêu thích cặp loa này. Ngày hôm nay em tiếp tục về được một cặp loa. Em sẽ quay chi tiết cho anh em. Về hình thức bên ngoài thì vỏ gỗ rất là mộc mạc nguyên bản. Đấy, vỏ nguyên mộc luôn. Đó, chưa sờ pa, chưa phấn dặm gì, nó cũng đã rất là đẹp rồi. Em để nguyên mộc đó, rất là đẹp. Thùng góc cạnh vuông vức cực đẹp. Đấy, hai bên thùng vuông vức luôn. Về tuyến loa thì sau đây em sẽ mở cho quý vị và bạn quan sát. Tiếp theo còn e căng thì tất nhiên rồi, e căng nguyên bản còn nguyên tem để anh em chơi. Đó. Đó, còn nguyên tem của ta nói e căng zin này. Em xin phép sẽ mở e căng ra để anh em cùng quan sát cái cấu hình củ từ. Đó. Một đôi loa rất là đẹp. Anh em có thể quan sát củ bát, màng bát cực kỳ đẹp, gân loa thì cũng gân cao cấp tuyệt đẹp luôn rồi. Đó. Đôi loa rất đẹp. Để em sẽ mời quý vị và bạn quan sát nốt bên này luôn. Đó. Hai chiếc loa hai bên rất đều, rất đẹp, đối xứng. Đó, cũng như tuyến loa, thùng loa tuyệt đẹp. Đó, Tannoy Berkeley MK2 vừa cập bến Việt Trường Audio đang sẵn hàng và mức giá vô cùng tốt để giao lưu với anh em. Đôi loa này hiện tại em xin phép giao lưu cùng anh em là mức giá 46 triệu đồng. Và mọi nhu cầu mua sắm, tư vấn phối kết miễn phí cũng như giao lưu các sản phẩm audio, xin mời quý vị và bạn có thể liên hệ với em bằng một trong hai số điện thoại ở trên cái phần ghim của video này. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.